Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Chợ Sắt Hải Phòng. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về chiếc grip dùng cho máy Canon. Như các bạn đã biết thì đa số máy Canon chỉ sử dụng một viên pin mà thôi. Với những bạn sử dụng nhiều, dùng để chụp hình hay là quay phim trong một thời gian dài thì sẽ rất nhanh hết pin, thì sản phẩm này sẽ giúp bạn khắc phục được điều đó. Với chiếc grip này thì bạn có thể gắn được thêm một viên pin nữa, tổng cộng là 2 viên pin cho thời gian sử dụng lâu hơn. Cấu tạo của nó thì cũng giống như một phần module được lắp nó vào phần đế của máy. Ngoài chiếc nút chụp và chỉnh EV trên thân máy thì ở trên chiếc grip này thì cũng có thêm một nút chụp và nút chỉnh EV phù hợp cho bạn khi xoay dọc máy. Bạn có thể tháo phần đựng pin ra như thế này. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt. Đầu tiên thì bạn sẽ tháo quả pin ở trong thân máy ra. Và sau đó thì bạn sẽ lắp chiếc grip này vào như thế này. Tiếp theo thì bạn sẽ xoay chiếc bánh răng để có thể siết con ốc lại vào thân cho chắc chắn. Và cuối cùng thì bạn sẽ cho pin và lắp lại là xong. Chiếc grip này thì phù hợp với những bạn thường xuyên sử dụng trong một thời gian dài, cũng như phù hợp với những bạn thích cầm một chiếc máy đầm tay thì bạn có thể gắn thêm một chiếc grip này vào. Như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn về chiếc grip sử dụng cho máy Canon. Thông tin về sản phẩm thì mình sẽ đặt link trong phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.